Giờ Janer dọa bỏ tuyển bị Pháp thủ quân Kevin giờ. Janer trách đồng đội không chơi cật lực khi bị thua Pháp 0-2 ở UEFA Nations League. Tôi bỏ đây, bỏ cuộc đây. Giờ Janer liên tục nói với giám đốc thể thao liên đoàn bóng đá bị Frankie Vercauteren. Sau trận thua sân Lyon, rồi vùng vằng bước đi. Ông Vercauteren giữ anh lại, che miệng và nói gì đó động viên. Trong phỏng vấn sau trận, đội trưởng 33 tuổi nhiều lần đưa tay lên ôm mặt, tỏ vẻ thất vọng. Nếu không có thực lực, chúng tôi phải cố gắng tận lực, anh nói. Nhưng có vài cầu thủ không làm như thế. Đồng ý là Bỉ không còn ở đẳng cấp như khi về Ba World Cup 2018, nhưng những thứ khác là không chấp nhận được. Tôi sẽ không nói cụ thể vấn đề là gì. Tôi từng nói thẳng lúc mới 18 tuổi ở Genk, nhưng giờ tôi đã 33 tuổi và sẽ không làm vậy. Dù không nói rõ cầu thủ nào của Bỉ không tận hiến, giờ Janer vẫn bị chê trách về thái độ không giống một đội trưởng. Huấn luyện viên Domenico Tedesco cho biết tiền vệ câu lạc bộ Man City khao khát chiến thắng, nên dễ hiểu khi anh bị cảm xúc chi phối sau thất bại. Nhưng, giờ Janer không thể nói vậy sau một trận đấu, huấn luyện viên 39 tuổi nói thêm. Dĩ nhiên chúng tôi đều thất vọng, nhưng phải để cơn giận dữ lắng xuống trước khi nói gì. Cựu tiền đạo tuyển Bỉ, ông Mark Zegrise thì cho rằng giờ Janer đã nói lời quá đáng. Trong hiệp 2, dễ thấy giờ Janer thất vọng ra mặt với đồng đội. Cậu cũng có lý khi nói trong phỏng vấn rằng cầu thủ Bỉ thiếu quyết tâm. Nhưng giờ Janer phải hiểu rằng đồng đội có giới hạn của bản thân. Cậu cần bảo vệ đồng đội, nhưng lại làm ngược lại. Đồng đội của giờ Janer ở tuyển Bỉ thời 2010 đến 2022, trung vệ Toby Alderweireld cũng không hài lòng với cư xử của thủ quân hiện tại. Với tư cách đội trưởng, tôi sẽ luôn bảo vệ đồng đội, trung vệ 35 tuổi nói thêm. Dĩ nhiên giờ Janer có thể phản ứng như vậy trong phòng thay đồ, mà dư luận không biết được. Nhưng chuyện xảy ra thế này, hẳn sẽ khiến nhiều cầu thủ Bỉ lấn cấn. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Bỉ trước Pháp, lần đầu là vòng 1/8 Euro 2024. Lần này, Randolph Muani và Ousmane Dembele ghi bàn trong mỗi hiệp, giúp Pháp thắng Bỉ 2-0 ở lượt 2 UEFA Nations League trên sân Lyon. Kết quả khiến Bỉ rơi xuống thứ 3 bảng 2, sau Italy và Pháp.